16. Sang Sang có tới tìm cậu không? Sao vậy? Tôi bảo cô ấy đợi tôi về để cùng cô ấy hoàn thành bản thiết kế. Nhưng mà ai ngờ khi vừa về thì không thấy cô ấy đâu hết. Gọi điện cũng không nghe. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, chắc cô ấy không xảy ra chuyện gì đâu. Đinh Văn Hiếu, cậu có biết Sang Sang gì đợi cậu mà đã đứng trên đường cả đêm? Cho dù cô ấy có bị ốm cũng không muốn từ bỏ cuộc thi lần này. Người con gái này tình nguyện vì cậu mà chịu bất cứ ấm ức gì. Còn cậu, cậu đã từng lo lắng cho cô ấy chưa? Hay trong tim của cậu, chuyện công ty lên sàn còn quan trọng hơn cô ấy? Đó cũng là vì sự phát triển lâu dài của công ty. Hơn nữa, cho dù sau này công ty phát triển cách mấy, mãi mãi không thể thiếu cổ phần của bố cậu, Đinh Văn Hiếu. Đừng có giở trò. Thứ mà tôi cần là cảm nhận. Nó không liên quan chút gì tới quản lý doanh nghiệp. Thứ mà tôi muốn hoàn thành là toàn bộ những thứ mà bố tôi đã giao lại. Ngôn Đông, Ngôn Đông, dậy đi. Dậy nào. Mẹ, bây giờ là mấy giờ mà mẹ gọi con? Con mau chóng dậy rồi thu dọn, đưa đồ ăn sáng cho chị. Chị tự mua được, sao bảo con đi đưa? Tự mua có thể giống nhà làm sao? Được rồi, con đánh răng xong sẽ mang cho chị. Mẹ, cần hai phần. Sao lại cần hai phần? Có một mình chị con ở hiệu thôi. Con ăn cùng chị có được không? Cái thằng nhóc này. Ngôn Hạ, trời sáng rồi, cô nghỉ ngơi một chút đi. Tôi mệt sẽ tự động nghỉ ngơi. Sao anh nhiều lời như vậy? Ngôn Hạ, cô sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe? Tôi không sao, tôi đau bụng. Tôi vào nhà vệ sinh. Ngôn Hạ, Ngôn Hạ, cô không sao chứ? Tôi không sao. Nhất định là cái thằng nhóc Ngôn Đông hạ độc tôi rồi. Nó là em của cô, sao có thể? Nếu như cô đau bụng, tôi đưa cô tới bệnh viện. Không cần, chút nữa tôi sẽ khỏi. Ngôn Hạ, cô đừng cố nữa. Cô ra đây. Ngôn Hạ, Ngôn Hạ. Muốn đau thì cũng phải xem là lúc nào chứ. Sao lại đau vào lúc này? Bất luận ra sao, mình nhất định phải chịu đựng tới ngày mai. Chị, Ngôn Đông, chị em đâu? Đang ở trong nhà vệ sinh. Cô ấy nói đau bụng. Anh sợ cô ấy? Không cần sợ. Chị ấy bị như vậy suốt, động một cái là đau bụng. Bị suốt à? Em cảm thấy chắc là chị ấy quá mệt. Em với mẹ cũng quen rồi. Không được, anh đưa cô ấy tới bệnh viện. Chủ tịch à, tôi đi vệ sinh. Anh gào cái gì? Chị, người ta quan tâm chị. Tốt nhất là em câm mồm lại. Em biết chị cho em chướng mắt. Mẹ làm đồ ăn sáng cho chị. Ăn nhanh đi. Đi nha. Cô không sao thật chứ? Không có chuyện gì. Anh đừng lo lắng. Ăn sáng thôi. Alo, Châu Cần. Cái gì? Toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế từ chức. Được, tôi về ngay. Ngôn Hạ, tôi phải về công ty. Nếu như có chỗ nào không khỏe thì hãy tới bệnh viện. Được, anh về đi. Toàn bộ bộ phận thiết kế xin từ chức à?
Thái Ngưng, sao bộ phận thiết kế lại từ chức? Chủ tịch à, toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế chúng tôi đều do giám đốc Mộc đích thân tuyển vào. Giám đốc Mộc đã từ chức, chúng tôi ở lại cũng vô dụng. Mặc dù cô ấy đã từ chức, vậy thì công ty cũng đâu có bạc đãi mấy người. Chủ tịch à, đây không phải vấn đề đãi ngộ, mà là vấn đề đồng tâm. Giám đốc Mộc đã hết mình vì công ty, nhưng kết quả lại bị thay thế bởi Ngôn Hạ, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với tín nhiệm của công ty. Bây giờ công ty đang ở trong giai đoạn đặc biệt. Nhà thiết kế hàng đầu của công ty đã quyết định từ chức. Vậy thì chúng tôi cũng làm như vậy. Thái Ngưng là cô, chủ tịch, chúng tôi đã quyết, anh không cần giữ. Chắc Thái Nguyên đã xử lý được khá khá rồi. Đến lúc mình xuất hiện. Alo, chủ tịch. Tôi muốn lấy thân phận cổ đông để triệu tập một cuộc họp. Hy vọng ông có thể tham gia. Nghe nói toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế đồng loạt từ chức. Chủ tịch Đinh, có phải có chuyện này không? Đúng, 2 tiếng trước. Vậy sao anh không thông báo cho mọi người? Hay là anh muốn giấu giếm? Tôi không hề muốn giấu giếm. Tôi chỉ là đang nghĩ làm sao để giải quyết. Vậy phải làm sao giải quyết? Chủ tịch, xin mọi người yên tâm, các mẫu thiết kế mùa sau ngày mai có thể hoàn thành. Việc bộ phận thiết kế từ chức không hề ảnh hưởng. Nếu như chủ tịch Đinh đã nắm chắc như vậy, vậy nếu như tôi dẫn đầu đoàn đội của tôi cũng từ chức. Mặt Trần, cậu là người mẫu hàng đầu của công ty, cũng là cổ đông, từ chức vào lúc này không phải là không quan tâm tới mọi người à? Chủ tịch Văn, tôi không muốn trở thành vật cản của Đinh Văn Hiếu. Hứa Mặt Trần, cậu đừng quên, DI cũng là tâm huyết của bố cậu. Tôi chưa từng quên. Điều này lúc nào tôi cũng nhớ. Tuy rằng tôi xin từ chức, tôi vẫn là cổ đông của công ty. Tôi chỉ muốn đi theo nhà thiết kế của tôi thôi. Không được à? Các vị cổ đông, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc từ chức. Tin rằng mọi người còn rất nhiều chuyện cần thảo luận. Tôi không tham dự nữa. Đinh chủ tịch, cậu nói xem phải làm sao. Xin các vị cổ đông yên tâm. Xin mọi người hãy cho phép tôi dời lại buổi ra mắt 2 ngày. Người mẫu tôi sẽ xử lý. Ý của cậu là xem ra chỉ có thể như vậy. Tôi không hy vọng sẽ xuất hiện bất kỳ tình huống nào nữa. Hứa Mặt Trần, rốt cuộc cậu muốn gì? Tất cả những điều này không phải do cậu sắp xếp à? Cậu đã muốn nghĩ như vậy, tôi cũng bó tay. Rốt cuộc cậu muốn gì? Lẽ nào cậu thật sự muốn tâm huyết của bố mình tan thành mây khói à? DI là do bố tôi sáng lập, tất nhiên tôi không muốn. Vậy cậu là vì Linh Sang? Cậu muốn báo thù? Chủ tịch à, cậu muốn thảo luận vấn đề này bây giờ thì chi bằng giải quyết vấn đề của công ty trước. Còn về chuyện tôi muốn làm gì, chắc không nằm trong phạm vi của cậu cần suy nghĩ chứ. Tôi có chuyện gấp, đừng làm phiền tôi. Tôi nói cậu biết, bất kể cậu muốn gì cũng đừng hòng làm ảnh hưởng tới chuyện lên sàn của công ty. Tôi mở mắt mong chờ. Tôi cũng tin thực lực của cậu. Chủ tịch Đinh,
Chủ tịch, Châu Cần lùi thời gian ra mắt trong vòng 2 ngày. Còn nữa, bảo bộ phận tuyên truyền lùi việc dàn dựng sân khấu lại, sau đó báo lại cho tôi biết. Dừng. Tôi đã kéo dài thời gian. Chúng ta phải làm cùng lúc. Khi công ty ra mắt sản phẩm mới, anh hứa yên tâm đi, chúng tôi đang làm rồi. Alo, Ngô Tiêu, cậu giúp tôi liên hệ với công ty người mẫu mà cậu quen. Tôi cần 20-30 người. Tập đoàn của cậu không phải có người mẫu à? Cậu làm như vậy, Hứa Mặt Trần không phản đối sao? Hứa Mặt Trần dẫn theo tất cả mọi người từ chức. Cậu mau giúp tôi đi, không còn thời gian đâu. Được, cậu đừng sốt ruột, bây giờ tôi giúp cậu. Giám đốc Dương, quần áo mẫu đang được tiến hành làm, nơi họp báo cho anh quyết. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Trừ những đại lý kinh doanh sẵn có, tôi vẫn hy vọng các anh sẽ mời được khách hàng của DI. Danh sách chút nữa tôi sẽ gửi cho anh. Được, không thành vấn đề. Cái này tôi sẽ đích thân tới thăm họ. Vậy là tốt nhất. Cái chiến trường qua lệ này, nhân vật chính chính thức xuất hiện. Giám đốc Đường, gần xong chưa? Đã đến giai đoạn kết thúc. Được, các chi tiết các ông cứ tiếp tục làm. Còn về kích thước người mẫu, chắc là phải điều chỉnh. Sao lại có biến động lớn như vậy? Sau này chúng tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ nhanh chóng cập nhật số đo. Bởi vì giả tâm của Đinh Văn Hiếu là muốn chiếm đoạt DI. Vì vậy tôi muốn mọi người giúp một chuyện, ngăn lại buổi ra mắt sản phẩm mới của DI. Vì mọi người hãy chuyển lời tới những người bạn làm người mẫu, đừng nên tham gia buổi ra mắt sản phẩm của DI, để khiến cho những thương nhân vô lương tâm đó vĩnh viễn rút khỏi giới thời trang của chúng ta. Tuyệt đối đừng tham gia, để cho bọn họ biến mất khỏi giới thời trang. Đừng tiếp bọn họ. Được, vậy tôi không nói nhiều nữa. Anh có thể giúp tôi điều 30 người mẫu? Bây giờ không có à? Vậy anh có thể nghĩ cách giúp tôi không? Được. James, sao cậu biết được? Tôi tìm cậu có chuyện gấp. Bên cậu bây giờ còn người mẫu chứ? Như vậy đi, bây giờ tôi không cần 30 người nữa. Bây giờ cậu có thể giúp tôi tìm bao nhiêu người? Thật sự rất là gấp. Được. Cảm ơn. Sang Sang, bản thiết kế đã sửa xong chưa? Những bản sửa xong đã giao cho Thái Ngân. Còn hai bản nữa vẫn chưa xong, cần thêm 2 tiếng nữa. Hoàn hảo, chắc chắn chúng ta sẽ kịp. Buổi ra mắt của DI không phải sắp bắt đầu rồi à? Sao chúng ta có thể đuổi kịp? Tất nhiên là kịp. Bây giờ DI không còn người mẫu, cho dù có quần áo thì cũng vô dụng. Mặt Trần, anh từ chức ở DI rồi à? Không chỉ của anh, mà cả đội người mẫu. Mặt Trần, bọn anh không chỉ là cổ đông, cũng là người mẫu chuyên dụng. Tuy về mặt tình cảm không thể là người yêu, nhưng về công việc thì bất cứ lúc nào cũng có thể đồng hành cùng em. Đừng vội cảm động. Bây giờ em vẫn còn thời gian 1 tiếng 50 phút. Cố lên. Thật ra thì anh muốn trở thành người bảo vệ chuyên dụng của em. Nhưng khi em biết hết tất cả mọi thứ, anh chỉ vì muốn giành lại quyền làm chủ DI, nhất định em sẽ hận anh. Chủ tịch à, tất cả những đại lý kinh doanh đã liên hệ hết. Thời gian ở thiệp mời tôi cũng sửa xong. Còn về hội trường, bọn họ đã bắt đầu thi công. Có điều tôi đã cùng đơn vị làm sân khấu phối hợp làm cho xong, chắc phải tăng thêm một chút chi phí. Được, không sao cả. Còn nữa, cậu hãy bảo HA lập tức tuyển một vài nhân viên thiết kế và người mẫu. Dân. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đã bảo cô mệt thì về nhà nghỉ ngơi mà.
Sao phải cố như vậy chứ? Tay cô đã phế rồi thì còn làm được không? Tôi nhất định phải hoàn thành. Tạm thời hãy dừng mọi công việc. Sao lại dừng? Dừng rồi sẽ không hoàn thành kịp. Bây giờ có hoàn thành cũng sửa lại hết. Tại sao chứ? Hướng Mặt Trần đã dẫn theo tất cả người mẫu đồng loạt từ chức. Kích thước của quần áo bắt buộc phải tìm số đo mới. Đợi khi có kích cỡ thì cô bắt đầu làm lại. Vậy còn buổi ra mắt, tôi đã xin các cổ đông lùi lại thêm 2 ngày. Bây giờ cô có thể yên tâm nghỉ ngơi. Không cần, tôi nghỉ ngơi ở đây cũng được. Ở nhà sẽ thoải mái hơn. Sao cứ phải ở đây chứ? Tôi thích ở đây, ở Hiệu Mây. Tôi biết rồi. Có phải hôm đó cô nhất định phải ra ngoài tìm tôi? Tôi với mẹ không có chuyện gì nữa. Rất tốt. Ngôn Hạ, cô không giỏi nói dối. Đi, về nhà xin lỗi mẹ cô cùng tôi. Chủ tịch à, bây giờ anh không có chuyện gì nên tìm việc làm à? Anh đừng thêm dầu vào lửa. Được, không cần tôi chứ gì. Vậy bây giờ chúng ta đi. Thôi được rồi, đợi buổi ra mắt kết thúc tôi sẽ cùng cô về. Như vậy là được rồi chứ gì. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cô nữa. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Alo Châu Cần, giúp tôi đặt một phần cơm đưa tới Hiệu Năm Tháng Nhạt Nhòa. Ngôn Hạ, cảm ơn vì tất cả. Cuối cùng cũng hoàn thành. Anh sẽ lập tức đưa tới chỗ Thái Ngân. Cảm ơn em. Giang Hiếu, đây là bản vẽ thiết kế. Lần này em đã kết hợp tất cả những yếu tố thịnh hành nhất. Buổi trình diễn thời trang lần này chắc chắn sẽ thành công. Sao rồi? Tôi đã liên hệ với công ty người mẫu. Họ đều nói không tham gia hoạt động của DI. Giang Hiếu, có phải gần đây cậu đắc tội với ai không? Nhất định là Hứa Mặt Trần. Nếu như không có người mẫu, vậy thì buổi ra mắt của DI không phải sẽ tan tành à? Tôi sẽ nghĩ cách. Cảm ơn cậu, Ngô Tiêu. Không ai có thể ngăn cản được bước tiến của DI. Alo, giám đốc Tôn. Tôi muốn mượn chị một vài người mẫu. Sao vậy? Chủ tịch Đinh muốn thay đổi người mẫu đại diện à? Không phải. Hứa Mặt Trần từ chức. Vào lúc này mà lại có biến động nhân sự thì thật sự không tốt. Điều này tôi biết chứ. Vì vậy tôi là bất đắc dĩ nên mới nhờ chị giúp. Điều này tôi phải nghĩ. Giám đốc Tôn, đối với việc kinh doanh của chúng ta, nếu như lần ra mắt sản phẩm này cũng là một sự tuyên truyền đối với sự hợp tác. Tuy rằng bây giờ nhân sự của DI có biến động, nhưng mà tôi tin tuyệt đối không ảnh hưởng tới lợi ích hợp tác của chúng ta. Tôi tin khi mọi người muốn tiến vào thị trường Trung Quốc nhất định đã tìm hiểu rất nhiều công ty. DI của chúng tôi là có tiềm năng nhất. Được, tôi sẽ giúp.
Tỉnh dậy nhớ ăn một chút. Còn nữa, nhớ uống nhiều nước. Không ngờ là con người của Đinh Văn Hiếu cũng có lúc chu đáo như vậy. Giám đốc, đây là số đo, phiền ông. Tiến độ hoàn thành sao rồi? Đã hoàn thành được 80%. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ ra mắt cùng lúc với DI. Nhớ kỹ, đừng nên lơ là. Tôi sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Anh hứa, điều này anh cứ yên tâm. Lần này, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ. Nếu như không có cô, mọi chuyện đã không thuận lợi như vậy. Anh khách sáo quá rồi, nên làm thôi. Đồ ăn này mua ở ngoài mà cũng rất hợp khẩu vị. Vẫn may đứa con gái ngốc này biết chăm sóc bản thân. Tuy rằng cãi nhau nhưng vẫn quan tâm tới nhau. Điều này được gọi là người thân. Ăn cơm à? Làm gì vậy? Chủ tịch, muốn dọa chết người ta sao? Không làm chuyện gì trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Sao vậy? Cô làm chuyện trái lương tâm à? Tôi có thể làm chuyện gì chứ? Không biết tiết chế gì hết, ăn hết sạch rồi. Đó là bởi vì tôi đói thôi. Hơn nữa, không ăn no, lấy sức đâu mà giảm béo. Số đo mới. Được, không cần sửa nhiều. Số đo cũng gần như nhau. Chắc có thể hoàn thành. Mẹ, nhất định là đến năm tháng nhạt nhòa. Mẹ đi đâu vậy? Đi thăm chị à? Đi thăm nó làm gì chứ? Mẹ ra ngoài đi dạo thôi. Đúng là khẩu thị tâm phi. Mẹ không thấy mệt à? Con biết mẹ lo cho chị. Cứ dũng cảm nói thẳng ra đi. Lo cái đầu của con. Mẹ nói này, con có thể đừng lông bông từ sáng tới tối như vậy được không? Con lông bông đâu chứ? Mẹ hiểu lầm rồi. Con sống có kế hoạch mà. Kế hoạch gì? Con nói mẹ cũng không hiểu. Sao bây giờ con giống chị con vậy? Cứ học cái thói nói xa nói gần. Có phải mắng mẹ không có kiến thức? Không phải, mẹ hiểu nhầm rồi. Con không có ý như vậy. Con hỏi mẹ nha. Via, mẹ hiểu không? Không hiểu. Vậy là đúng rồi. Cái thằng nhóc này, xem mẹ làm sao vậy con. Ngôn Hạ, cô cảm thấy mẹ cô rất hung dữ à? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Bởi vì nghe cô miêu tả, tôi cảm thấy là như vậy. Vì vậy Hiếu Kỳ muốn biết. Nói với anh như vậy, mẹ của tôi chỉ hung dữ bề ngoài thôi. Nhưng mà tôi biết bà ấy rất quan tâm tôi. Chỉ là bà ấy ưa thể diện, vì vậy giả bộ hung dữ. Nếu như cô đã biết, vậy sao còn cãi nhau? Điều này anh không hiểu rồi. Đó là cách sống chung với nhau của nhà chúng tôi. Mà cái cách sống này mới thể hiện được sự quan tâm, náo nhiệt. Chính xác, đúng là náo nhiệt.
Chủ tịch à, nhà anh sống ra làm sao? Từ khi bố tôi mất thì nhà tôi đã không còn ai nữa. Xin lỗi nha. Không sao, tôi đã quen rồi. Đinh Văn Hiếu làm lì như vậy, thì ra không còn người thân. Mấy năm nay anh ấy làm sao mà sống? Alo giám đốc. Chủ tịch Đinh đã hoàn thành suôn sẻ, có thể bảo người mẫu tới mặt thử. Cảm ơn ông. Đừng khách sáo. Bên phía Ngôn Hạ sao rồi? Có cần tôi qua giúp không? Phía Ngôn Hạ cũng tạm ổn. Tôi sẽ lập tức triệu tập người mẫu. Được. Alo giám đốc Tôn, hãy triệu tập người mẫu tới mặt thử đồ. Bên phía giám đốc Đường đã làm xong, người mẫu sẽ qua thử. Được, anh chờ một chút, tôi sẽ xong ngay. Giám đốc Dương, tất cả mọi thứ sắp xếp xong rồi. Bây giờ chỉ cần đợi buổi lễ chúc mừng sau buổi ra mắt. Mặt Trần làm rất tốt. Cậu là một nhân tài hiếm có. Tôi chính thức mời cậu gia nhập công ty. Sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Giám đốc Dương, ông đề cao tôi quá, tôi sợ ông sẽ thất vọng. Sao có thể? Lần hợp tác này không phải là rất viên mãn à? Là đôi bên chúng ta cũng có lợi. Thứ mà tôi muốn ông không thể cho tôi. Sản phẩm mới này đã bị dời lại. Văn Hiếu có thể rời xa Ngôn Hạ để quay trở lại với mình. Cạn ly. Mấy ngày nay vất vả cho cô. Tôi không vất vả. Nếu như không có anh, tôi đã không có được ngày hôm nay. Tôi có giúp cái gì? Nếu như không có anh, tác phẩm của tôi làm sao được lên sân khấu? Cô đừng vui mừng quá sớm. Còn phải xem phản ứng của thị trường. Nếu như lượng tiêu thụ tốt thì cô mới có thể trở thành một nhà thiết kế chính thức. Chủ tịch ta, cảm ơn anh nha. Nếu như không phải có anh, tôi sẽ không có cơ hội như bây giờ. Tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Anh còn nhớ không? Ban đầu, nếu như không phải là Tư Kỳ bảo tôi may quần áo mà DI thiết kế ăn cắp bản quyền, thì hai chúng ta chắc không có cơ hội ngồi đây uống rượu cùng nhau. Đúng. Lúc đầu cô còn vu cáo tôi, nói tôi lấy trộm tiền của cô. Không trả lại cho cô thì cô không ký hợp đồng. Mãi cho đến khi xem camera, tôi mới rửa sạch được hàm quan. Bây giờ nghĩ lại, đúng là có rất nhiều chuyện không thể ngờ. Chủ tịch à, anh có biết không? Thật ra mấy năm nay tôi đều gửi CV cho DI, nhưng mà mãi không được nhận. Lúc đó tôi cảm thấy nếu như có thể vào DI làm nhà thiết kế thì tốt biết mấy. Ai mà biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Mọi chuyện trên đời khiến con người ta không thể nào đoán được. Con người ta quen nhau, gặp nhau, yêu nhau cũng không theo lẽ thông thường. Có lẽ đây chính là duyên phận. Chủ tịch ta, câu này hình như lúc tán gái mới nói thôi.
tán gái à? Xin lỗi, tôi uống say nên lỡ lời. Thật ra mấy năm nay tôi chưa từng tán gái, chỉ một lòng với kế hoạch của doanh nghiệp, làm sao để đi ai lên sàn. Vậy giám đốc Mộc thì sao? Cô ấy là đối tượng kết hôn mà bố tôi chọn. Là đối tượng kết hôn mà bố của anh chọn. Đã là năm nào rồi, vẫn còn để bố sắp xếp mọi chuyện à? Tôi vẫn luôn cảm thấy yêu một người là một chuyện rất phiền phức. Hơn nữa mấy năm nay chuyện đi ai lên sàn gặp khó khăn, tôi càng không có tâm trạng để nói chuyện yêu đương. Vì không muốn để bố thất vọng, tôi mới không từ chối yêu cầu cô ấy. Nhưng mà nói thật thì yêu đương rốt cuộc có mùi vị gì, bản thân tôi cũng không rõ. Vậy thì hôm nay tới lượt Ngôn Hạ tôi lên lớp cho anh. Cô từng yêu à? Anh không cần biết tôi từng yêu hay chưa, nghe cho rõ. Thật ra thì tình yêu đại đa số là những phản ứng hóa học. Khi anh thích một người, anh sẽ rất mong chờ được gặp cô ấy, tự nhiên cảm thấy rất là vui, sẽ cảm thấy muốn nói không ngừng. Tôi vẫn quen với một Đinh Văn Hiếu ăn nói sắc sảo hơn. Chủ tịch à, anh vừa cười. Có sao? Thật ra anh cười rất mê người. Chủ tịch à, anh đừng có tỏ ra khuôn ngầu như vậy. Như vậy sẽ không có bạn bè. Con người là động vật quần cư, anh cứ để bản thân sống cô độc như vậy hoài à? Tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong, bây giờ chuẩn bị tấn công, đại công cáo thành. Đây không phải là phong cách của em, chỉ có lần này, không có lần sau. Anh tôn trọng em. Gọi cho Hứa Mặt Trần rồi nói cái gì? Nếu như anh ấy lại cướp máy thì phải làm sao? Không phải anh ấy muốn biết tình hình của Ngôn Hạ à? Vậy thì mình sẽ nói một chút tình hình của Ngôn Hạ. Như vậy là có thể nói chuyện với anh ấy. Tối như vậy rồi, em còn đi đâu? Em đi đâu, không cần anh phải lo. Sao em cứ coi lòng tốt của anh là lòng lang dạ sói vậy? Anh lo lắng cho sự an toàn của em. Yên tâm, em rất an toàn. Em trông rất không an toàn. Em xem, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dốc dáng có dốc dáng. Nửa đêm chắc chắn sẽ có khủy râu xanh. Nếu như anh là du côn, em chỉ cần dùng một tay thôi cũng bóp chết anh. Nhiếp Tư Kỳ, em... Không lẽ cô ấy lại tìm Hứa Mặt Trần? Không được, mình nhất định phải làm cho rõ. Một cô gái uống nhiều rượu như vậy làm gì? Uống nhiều không tốt cho cơ thể. Ai bảo tôi không biết uống? Hôm nay tôi uống nhiều là do tôi vui thôi. Được, vui, vui. Đinh Văn Hiếu, thực ra thì anh là một chàng trai ấm áp. Nếu anh không có chuyện gì thì đừng tỏ ra khuôn ngầu, con gái sẽ không thích đâu. Nhưng mà anh đừng lo, sẽ có một bộ phận nhỏ các cô gái thích anh như vậy. Tôi biết. Lúc tôi ngủ say, anh đã đắp áo cho tôi, còn giúp tôi gọi đồ ăn nữa. Đây đều là những hành động quan tâm. Quan trọng nhất là biết lắng nghe. Còn nữa không? Còn có
còn có... Còn có cái gì? Ngôn Hạ. Đinh Văn Hiếu cổng Ngôn Hạ. Xem ra hai người họ tiến triển cũng nhanh quá chứ. Tối nay nhất định sẽ có chuyện. Nhiếp Tư Kỳ tìm Ngôn Hạ để làm gì? Cái tên biến thái này dám hạ thủ với cô ấy. Tên biến thái này muốn xuống tay. Em kéo anh làm gì? Xuống tay cái gì? Cái đấy gọi là tình yêu. Yêu đương gì kỳ vậy? Anh không hiểu. Anh chưa từng yêu ai. Tất nhiên là không hiểu. Sao lại chưa từng? Anh chỉ chưa từng yêu chính thức thôi. Ai vậy? Sao em không biết? Là em đó. Em nhổ vào. Em không thèm yêu anh. Nếu muốn yêu thì yêu Hứa Mặc Trần. Vậy anh, nụ hôn đầu của anh tính làm sao? Nhậm hút. Đã là thời đại nào rồi còn nụ hôn đầu? Làm người ta cười chết. Ai dám cười, anh đánh chết. Em, anh đánh thử xem. Em nói cho anh biết, đối với em, anh chỉ là ảo tưởng. Nếu như muốn thật, mơ đi. Em đi đâu? Báo cáo tình hình. Em báo cáo cho ai chứ? Ngôn Hạ, mày không được thích Đinh Văn Hiếu. Tuy rằng anh ấy cười rất đẹp trai, anh ấy cũng rất ga lăng, nhưng mà anh ấy đã có hôn ước rồi. Mày không thể làm người thứ ba được. Cũng không được chen vào tình cảm của người khác. Không được đâu. Tuyệt đối không được. Mặc Trần, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Rất nhanh thôi, Đinh Văn Hiếu sẽ rời khỏi DI. Đinh Văn Hiếu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần có cơ hội, anh ta nhất định sẽ dùng hết sức. Mặc Trần, đã ngã ngủ hết rồi, làm gì còn cơ hội? Nếu như Đinh Văn Hiếu hoàn thành mục tiêu kinh doanh của quý này, vậy thì kế hoạch trước đây của chúng ta sẽ tan tành mây khói. Vì vậy tôi nhất định phải ngăn chặn tất cả. Alo, nói cho anh biết một bí mật động trời. Đinh Văn Hiếu và Ngôn Hạ, hai người họ đã tiến triển thần tốc. Đúng, hôm nay Đinh Văn Hiếu cổng Ngôn Hạ về năm tháng nhạt nhòa. Vừa nhìn là biết Ngôn Hạ uống say. Anh nghĩ xem nhất định Đinh Văn Hiếu sẽ... Anh hiểu mà. Cảm ơn cô. Anh không cần khách sáo. Chỉ cần có thể giúp cho anh, em nhất định sẽ giúp. Chỗ tôi còn chút chuyện, hôm khác nói chuyện sau. Được. Vậy anh làm việc đi. Đinh Văn Hiếu, tin rằng trong tim của cậu đã có sự lựa chọn. Ngôn Hạ, mày không được thích Đinh Văn Hiếu. Tuy rằng anh ấy cười rất đẹp trai, anh ấy cũng rất ga lăng, nhưng mà
Nhưng mà anh ấy đã có hôn ước rồi. Mày không được làm kẻ thứ ba, cũng không được xen vào tình cảm của người khác. Không được đâu, tuyệt đối không được. Lẽ nào mình cũng thích Ngôn Hạ rồi? Chắc là ảo giác thôi.